ngôi sao tuổi teen Việt Nam, nơi tỏa sáng của các bạn trẻ xinh đẹp và tài năng. Khi đến với cuộc thi Miss Teen, mình nghĩ rằng các bạn không nên chỉ trau chuốt vẻ bề ngoài mà hãy luôn trau dồi vẻ đẹp tâm hồn bên trong, hòa đồng với tất cả mọi người và tự tin là chính mình. Ngôi sao tuổi teen Việt Nam, nơi bạn trẻ khám phá bản thân mình. Cuộc thi Miss Teen đã mang đến cho em rất nhiều điều. Em đã trưởng thành hơn, được học hỏi nhiều hơn. Học hỏi về việc cùng hoạt động nhóm, cùng đoàn kết như thế nào và chia sẻ yêu thương cho mọi người làm sao. Ngôi sao tuổi teen Việt Nam 2012 đã chính thức khởi động. Chào mừng các bạn đang đến với cuộc thi Miss Teen. Lần đầu tiên, các thí sinh tham gia chương trình truyền hình thực tế, giao lưu văn hóa thế giới. Năm nay format là truyền hình thực tế thì nói chung là Trang nghe rất là hứng thú với cái format này. Các bạn thí sinh năm nay thì có phần may mắn hơn những năm về trước. Hai điều này sẽ giúp cho các thí sinh của chúng ta mang tiếng nói của mình đến gần hơn với bạn bè trên thế giới. Em muốn đánh dấu một cái gì đó thật là đẹp cho tuổi teen của mình, cho nên là em đã quyết định tham gia cuộc thi này. Chúc các bạn luôn luôn tự tin và luôn luôn cố gắng thể hiện được tất cả những cái gì mà mình có và luôn luôn tỏa sáng trong cuộc thi này. Các bạn thí sinh miền Bắc đã sẵn sàng chưa? Ngôi sao tuổi teen Việt Nam 2012 tỏa sáng Việt Nam.